Rồi đầu tiên thì khách hàng này khách quen của mình thì chị cũng xương gò má ốm đấy các bạn không? Xương gò má chỉ là cao, chỉ gầy ha. Thì mình sẽ cắt cho chị một mái tóc messy và chị muốn mái dài thì mình sẽ chia cái phần khối tròn. Đơn giản á, khối tròn thì các bạn cứ ứng dụng cái phương pháp tròn á từ cái điểm á. Nhớ các bạn, cái điểm mà Tăng có chia sẻ trên cái trang á là điểm Golden Boy ha, từ cái này nè. Từ đỉnh cao chân mày ha, mình sẽ đi ha, là điểm vàng á, mình đi một vòng tròn thôi. Đi vòng tròn nè. Đơn giản là cái đầu kiểu dẹp thì mình cắt tròn thôi. Rồi. Đơn giản á, mình sẽ lấy cái thốp này. Đấy, rồi, cột lại. Cái phần e-foil này mình kẹp ra nè các bạn. Đấy, kẹp lại. Đấy, cái tóc ngắn mà khi chúng ta hiểu được cái căn bản nó dễ lắm nha các bạn. Đó. Cái độ rơi của cái tóc này ha, mình sẽ tính nè. Rồi, ok, ngay đây các bạn. Đó, ngay đây ha. Mình cắt phát. Đó, đúng nè. Rồi. Đấy, độ dài của tóc nè, đi một cái line ngang ha. Line ngang này là phương pháp cắt bấm bằng thôi, đơn giản các bạn, cắt line bấm bằng ha. Cái này gọi là cái phương pháp. Đó, cái kéo bén thì các bạn bấm dễ. Rồi. Tròn thì chúng ta có hai đường cắt, một là chúng ta cắt đường cắt gì? Đường cắt giỏ. Rồi thằng này thì xéo qua ha, tùy chúng mình. Đó các bạn thấy không? Thì nó sẽ có cái tam giác cho chúng ta. Các bạn nên nhớ nha, tam cân á thì nó sẽ tạo ra khối tròn, đơn giản vậy thôi. Nhớ nha. Tam giác cân thì nó tạo ra hình tròn. Đó, các bạn thấy không? Mình chia hai hình tam giác ra tự nhiên nó tạo ra cái vòng tròn. Cái khối tròn. Nha, thấy không? Đây một hình tam giác, đây hình tam giác thì tạo ra khối tròn. Có điểm chuẩn rồi ha, mình đi dọc. Thì kỹ năng cao sinh thì mình sẽ áp dụng phương pháp là kẹp tay nè ha. Cái tay của mình phải thẳng á, điểm chuẩn nè. Ha. Đấy, cái kéo này bén lắm các bạn, cắt từ từ thôi nha. Đấy. Đó. Rồi, thì nó sẽ ôm ha. Đó các bạn thấy không? Ôm sát luôn ha. Rồi. Còn nếu như chúng ta muốn mà nó mềm nữa thì chúng ta cắt cái giao sình nâng cao xíu nữa. Đấy, cái giao sình này nè, các bạn nâng cao lên xíu nữa. Thì nó sẽ mềm ha các bạn. Đó. Rồi, tiếp tục Tăng sẽ lấy cái điểm chuẩn nè, Tăng đi xéo nè. Và ta sẽ ôm theo sọ luôn ha. Xéo như mình ôm theo sọ các bạn nè. Cắt nè. Một nè. Hạ tay xuống nha. Mình hạ cái tay xuống nó mới ôm theo sọ các bạn. Các bạn lưu ý giùm Tăng cái chỗ này nha. Em quay góc bên đây nè. Có nghĩa là mình cái tay của mình ôm theo các bạn, mình hạ xuống. Nghĩa là mình một nè, hai nè, mình hạ xuống thì nó mới tạo ra tròn đúng không? Có nghĩa là mình đi ôm theo luôn và mình móc lên nè, cái lượt nè mình trải nè. Và Tăng bắt nó rất là chuẩn xác luôn ha. Đấy, Tăng đang áp dụng cái khối tròn ha. Đấy, để cắt cho chị khách này. Rồi, các bạn thấy không ạ? Nó ôm vô ha, nó tròn này ha. Rồi, nâng lên. Cái kéo nè, đó. Cái kéo này 550 đô các bạn. Tiền đô là 550 đô á. Đó. Mình ôm theo à, cái này nó không phải là tam giác đâu các bạn, mà nó là các bạn thấy không ạ, mình đi tròn tròn theo khung đầu ha. Đấy, các bạn thấy không? Nên cắt bằng gì vậy anh? Anh cắt cái gao sình tròn đó em. Đây. Rồi. Các bạn thấy á, nó ôm vô ha. Đấy. Và mình cốt chết kiểm tra lại, kiểm tra bằng đường gì? Đường cắt chéo ha, các bạn. Nhớ không các bạn? Chúng ta nâng lên nè ha. Rồi, kiểm tra ha. Đấy, kiểm tra lên ha. Rồi, ok. Mềm. Rồi, các bạn này mình đi tròn xuống luôn ha. Và nâng lên cắt các bạn, nâng lên nè, đúng là cắt nè, đó. Rồi. Đấy, và mình đi dọc cũng được luôn ha. Đấy. Các bạn được phép đi chéo luôn. Rồi, các bạn được phép đi chéo ha. Các bạn được phép nâng lên nè, các bạn đi chéo. Ha, nâng lên đi chéo tròn luôn ha. Đấy. Vì đây là cái kỹ năng ha các bạn, đây là kiến thức rồi, kỹ năng rồi. Mà kỹ năng á là nó làm hoài nó quen các bạn.
Trước khi các bạn làm quen thì các bạn cần phải làm đúng kiến thức đã. Cái này các bạn lấy cái tông đơ các bạn ủ nhẹ cũng được ha. Tí xíu mình sẽ ủ sau. Rồi các bạn thấy không ạ? Đấy, tròn ha. Thì khi mình cắt quen rồi mình cứ xào tới xào lui thôi các bạn. Đấy, thì nó mềm là ok ha. Đó. Rồi các bạn thấy không? Cái rất là mềm. Rồi xả này ra ha. Đó. Rồi tiếp tục mình đi dọc cái này đó các bạn. Một là mình đi dọc kìa nè. Mình đi dọc thì mình cắt luôn nè ha. Mình kết nối mình cắt luôn nè. Các bạn thấy không? Mình kết nối nè. Nhìn nè, cái chỗ này ha. Rồi. Các bạn thấy không? Đấy. Mình chia nè, mình đi tròn nè, đi tròn. Đi xéo xuống nè, đó thì nó sẽ tròn ra nè, thấy chưa? Đó. Nè, các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Rồi mình muốn cắt ngược lại cũng được. Nghĩa là mình sẽ đi theo hình tam giác, mình cắt ngược lại cũng được. Đấy các bạn thấy không ạ? Mình cắt dọc ha. Dọc chéo qua, chéo lại tùy mình. Mình thích cắt bên nào mình cắt. Đấy. Rồi các bạn thấy không ạ? Nghĩa là mình thích bên trái hay bên phải thì mình cắt cũng được. Có nghĩa là mình sẽ hiểu được cái nguyên lý cơ bản của nó là mình cắt được ha các bạn. Đấy. Rồi các bạn thấy á, chúng ta cắt gì? Cắt chéo, chéo qua chéo lại cũng được. Các nhà hình dung ạ, đây gọi là nghịch hướng ha, nghịch hướng và đảo hướng nha. Nếu như anh chị em nào mà chưa nắm được cái nghịch hướng đảo hướng á, thì đây ha. Nhiều khi chúng ta cắt khối mà chúng ta không nắm được cái cơ bản á, thì chúng ta không có hiểu nha. Đấy. Rồi các bạn thấy không ạ? Khi mà cắt chéo qua chéo lại thì nó tạo ra cái hưởng sắp lốp nè, rất là đều ha. Đấy. Rồi các nhà thấy chưa? Rồi mình có chết kiểm tra lại. Hello 100 người đang xem live nha. Rồi xin chào 150 anh em mình nha. Đấy. Rồi, xin chào cả nhà nha. Các nhà thấy không ạ? Đây là bài cắt ha, đời đơn giản, áp dụng phương pháp Garrison. Dọc nè. Các nhà thấy không ạ? Mình chia lớp mỏng dọc. Và mình nâng lên cắt, mình cắt ôm theo hẹp sọ thì nó sẽ tạo ra cái gao sình thôi các bạn nè. Gao sình là nâng lên cắt đúng không nè. Nè, đó, theo khung đầu sọ. Là mà nếu như cái học trò của Tăng mà đã từng mà học của Tăng rồi á thì nhìn cái là sẽ biết liền. Nó là phương pháp gao sình các bạn. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thí đã follow nha. Rồi các bạn cắt ngược lại cũng được, cắt xuống cũng được ha. Nhớ là các bạn cứ cắt on bo theo hẹp sọ nha. Nè, lấy điểm chuẩn nè và nâng lên các bạn. Đấy. Nâng lên cắt. Đấy, các bạn thấy không? Điểm chuẩn nè, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Điểm chuẩn không ạ? Rồi các bạn cắt, đừng có cắt lủng cái điểm chuẩn là được. Vừa chí mí thôi ha. Và các bạn nhớ là cái tay của Tăng hạ xuống nha. Hạ xuống mấy bo theo được các bạn. Mới có được cái điểm này nha. Vì Tăng đang cắt tròn nè các bạn thấy không ạ? Đấy, nó rất là đẹp ha. Rồi Tăng cắt dọc rồi nè. Đó. Mà mình được phép bắn nhít dắt luôn. Đấy. Ok, cái nhà tém nhà ngắn nè. Mà bóp á, thì mình sẽ cắt phương pháp gì? Tam giác ha. Đấy, tam giác, ví dụ như ta cắt tam giác cho bạn coi nè. Nè. Đấy, tam giác nè. Nhưng mà cái mặt của bạn, cái chị khách này nè, mình cắt tam giác là chán rồi. Chỉ rồi, ok, các bạn thấy không ạ? Đây là tam giác á. Thì nó sẽ tạo ra một cái tém bóp. Nhưng mà giờ cái tóc của bạn, cái chị khách này nè, thì mình sẽ sửa lại hình vuông. Đấy. Rồi, mình cắt hình vuông ha. Đấy. Ra khối vuông. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Khối vuông ha. Và nâng lên. Đấy. Nó sẽ biến dạng các bạn thấy không ạ? Đấy. Mình sẽ cắt khối vuông và mình chia dọc nè. Thấy không? Các bạn thấy không? Dọc nè. Và lấy từ điểm chuẩn thằng này. Và mình nâng lên, mình cắt ra rưu sinh thôi. Thấy chưa? Đó các bạn. Đấy. Rồi chia xéo ha, chia xéo và nâng lên theo điểm chuẩn cắt. Các bạn được phép cắt chiếc dắt nè ha. Đấy. Nếu anh chị em nào mà còn yếu về cắt tóc ngắn á thì chúng ta phải hiểu về cái phương pháp góc độ ha và đường nâng ha, đường cắt là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề thôi. Mà quan trọng là thành khối các bạn. Chúng ta chải đây nè. Và tăng chải vào đây, tăng chia, tăng chải vào đây để tăng bắt cái khối tròn ha. Nè. Tăng cắt hình tròn nè, các bạn thấy không? Đó, chảy vào đây cắt tròn nè, thì khi mà đưa vào đây nè, tự nhiên cái nó sẽ mềm mại thôi, đó. Ok, cái kiểu gọi là kiểu phó cách nè, ha, layer nè. Đấy, tăng cắt nè. Hai cái phương pháp hai bên cắt khác nhau luôn, nhưng mà nó sẽ cho một kết quả giống nhau. Vì sao? Vì nó đụng cũng là cái nguyên lý tầng lớp thôi các bạn nhé. Đấy, đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, đó, hạ xuống nè, ta sẽ cắt cái line thấp xuống. Đó, đơn giản các bạn.
kinh nghiệm đó các bạn nha. Rồi, rồi chảy nè, ha, nó sẽ ra nè, đó, thấy chưa? Các bạn thấy không, nó mềm mại hơn đúng không nào? Bạn thích cắt phong cách bên nào thì bạn cắt ha. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Hai bên nó giống nhau, nhưng mà thiếu một góc này. Tăng đẩy góc này, tăng chảy vào đây. Và tăng chỉ cần đưa cái lực nè, chảy vào đây. Và tăng sẽ lấy cái kéo tăng cắt nè, đó. Rồi, tăng chảy vào đây. Thì các bạn thích phong cách nào? Các bạn để lại ha, phong cách số 1, số 2. Đấy. Bên tay trái là số 1, bên tay phải là số 2. Các bạn thích phong cách nào nha, hai bên ha. Ok, các bạn thích phong cách nào? Các bạn để lại lực nha, quay đây đẹp. Sao? Và từ cái top boy này mình chia ra làm đôi. Mình chia ra làm đôi nè. Đó. Rồi, và sau đó mình sẽ chảy xuống và mình sẽ cắt phương pháp layer ha. Đấy, khi mà cứ cái là mình chia dọc nè. Rồi mình sẽ tìm cái điểm gơi của khách hàng. Tìm cái điểm gơi các bạn. Mình ngắt liên kết cái thằng này không dính líu nha. Và cái điểm gơi là thằng này nè. Nè, nó gơi xuống đây ha. Ok, gơi đến đây các bạn. Gơi xuống đây. Rồi chúng ta cắt bỏ ha. Cắt bỏ. Rồi sau đó chúng ta đi layer lên ha. Này, đi layer gì? Layer tròn đậu lên cũng được ha. Tại vì sao cắt tròn? Cái đầu lép quá rồi. Đấy. Nhưng mà mình cắt cái ở phía trước á, mình cắt nhẹ cái xíu để gì để cho nó nặng, nó phồng cái này. Đấy. Cứ thế mình đi dọc các bạn. Đấy. Mình lấy cái tâm nè, mình đi vòng tròn đó các bạn nhá. Đấy. Rồi ok, lấy đếm chuẩn nè. Đó, đẩy ra. Rồi cắt bằng mũi kéo, một phát. Nâng lên. Hai phát. Rồi. Ở trên đây mình không có cắt cao ha. Cái tầng ở trên đây mình cắt cao nó sẽ bị mỏng. Đấy, nè các bạn thấy không, điểm chuẩn nè ha. Rồi. Nếu ai còn mơ hồ không hiểu thì inbox cho Tăng ha. Đấy. Thì Tăng sẽ chia sẻ cho ha, cái lộ trình để mình có những cái kiến thức giống như Tăng đang có nha. Đấy. Không có bài bản đào tạo theo cảm xúc á, không biết hôm nay đào tạo gì, mai đào tạo gì, hướng dạy gì dạy á. Thì học viên nó sẽ cũng bị gối theo ha, nó không hiểu mình làm gì. Thì đây là một cái bộ giáo án á, giúp cho anh chị em. Đấy, cái cọng này nè, đưa thẳng lên. Và sẽ cắt layer tam giác. Layer tam giác, tại sao layer tam giác? Nè, nhìn nè, layer tam giác là sao? Thấy chưa? Các bạn thấy không? Layer tam giác thôi. Layer tam giác là dồn về, gì đâu cắt? Về giữa cắt. Thì nó sẽ giữ độ dài ở phía trước đấy các bạn. Thấy thì không khó không? Tại vì có mấy cọng mà. Đó, mình cắt cái cần rồi xong rồi các bạn. Ha, sau khi mình sấy khô đi rồi mình sẽ chỉnh sửa phần máy tiếp. Gần 10 năm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sấy khô nha. Cái máy này thì mình sẽ chỉnh sao thêm độ dài ngắn dài đó, mình sẽ bấm khô ha. Thường hát bên đâu? Chị hát bên đâu? Bên trái anh phải? Rồi à, thì coi hứng đúng không? Vì nhà khách hàng sẽ làm bất chước giống như chúng ta được. Có nghĩa là mình chỉ cào cào thôi ha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ rồi chỉnh lại cái độ disconnect các bạn. Đó, mình chỉnh lại độ disconnect ha. Cái này được vừa cái miếng môi thôi ha. Mà dài quá thì cũng không đẹp nha các bạn. Tại gương mặt cũng chỉ là dài quá nó không đẹp. Mình cắt bỏ góc cạnh nhọn nha. Các bạn chia sẻ các bạn nha. Nếu mà gương mặt mà cứng á, các bạn nên bỏ góc nhọn. Vì tại sao ạ? Nếu như gương mặt tròn á thì mình để góc nhọn. Còn đối với Tăng á thì gương mặt mà có góc cạnh thì Tăng bỏ góc cạnh rồi bỏ. Bỏ góc cạnh nó sẽ mềm mại cái gương mặt hơn. Hình tam giác nhưng mà mình cắt bỏ góc cạnh ha. À, ok chị. À, được ha. Rồi. Cảm ơn mọi người đã tin nha.
Cái này thì Tăng sẽ cắt điểm ha, cái này là disconnect nha. Đấy, ngắt liên kết đấy, cho nó phủ xuống ha, cho nó độ có độ phòng. Đấy, tỉa các bạn. Rồi, cái nhà cắt tóc của nhà phải tỉa nha, cái này Tăng đang tỉa điểm ha. Tỉa điểm bây giờ là tỉa cái phần ngọn. Đấy, chúng ta phải tỉa cho nó lủng lủng xíu các bạn, thì nó mới chẻ chung ha. Chứ tỉa là chúng ta tỉa có cái mục đích nha, chứ không phải là thọt kéo vô mà gọi là tỉa đại nha. Tỉa đại nó khác nha các bạn. Nè các bạn nhìn qua đây nè, đứng qua đây nè em. Nè các bạn thấy không, cái máy này mình cắt nè. Đấy, cái này là rất là quan trọng các bạn. Đấy, liệu chờ cắt tóc ngắn như bạn đang cắt bao nhiêu? Mình cắt như vậy là 400 bạn. Bình thường là mình cắt là chỉ có 100 nghìn thôi, nhưng mà tiền thiết kế 300 nha. Mà chị này chỉ cắt lâu lắm rồi đấy, từ ngày xưa 200 nghìn đúng không chị, xong cắt lên 400 tới giờ là mấy năm rồi đúng không, phải không? Không nhớ nổi. Đẹp là quan trọng đúng không chị? Rồi, đặc biệt là Tăng có cái tay cắt tóc cắt cho khách hàng á, khách hàng cảm giác là năng lượng lắm các bạn, cắt là cái nhà thích lắm. Dạ đuối luôn. Rồi, tóc này kiểu gì vậy em? Kiểu này là kiểu phương pháp Garrison đó các bạn. Kiểu tóc ngắn thôi ha, tóc ngắn. Kiểu tóc ngắn, cái này gọi là ngắn ha, nó không phải là tém, Bessy, kiểu Bessy á. Bessy Garrison Disconnect. Khi mà tăng cắt cái hình khối tốt đó thì mình dùng cái kéo tỉa này nó ok hơn nha các bạn. Đấy, Tăng sẽ dùng cái kéo tỉa này nè. Tại vì cái hình khối các bạn thường các bạn sợ cái kéo tỉa này á, là lý do các bạn cắt hình khối không chuẩn, các bạn cắt nó không nịnh, nó không mịn, nó không nét. Thì các bạn dùng cái kéo tỉa nè, các bạn tỉa thì nó sẽ bị xù và nó bị giống như kiểu bị nát cái tóc á, nó không có xới, gọi là mờ á. Hả? Mờ các bạn. Trong cái thuật ngữ cắt tóc á, nó gọi là cái tóc tém á, các bạn cắt hình khối á, mà chúng ta cắt cái kéo tỉa này nè ha. Nó chức năng của nó là làm mỏng sợi tóc thôi, chứ nó ngoài ra nó không có chức năng gì chứ các bạn. Chức năng nó là gì? Là 100 sợi tóc thì nó tỉa nó còn 70 sợi vậy thôi. Cứ mình chuẩn rồi. Và cái này mình với nó quyết định cái gì? Cái độ mềm thôi các bạn. Đó, dáng cá tính lắm nè, các bạn nhìn nè, cái mát nè. Đấy, dễ thương không? Đấy, xuất sắc luôn. Đấy. Cái bát này cái nhà đưa gì trước cũng được nha. Rồi, nhẹ cái đầu các bạn. Rồi, ok luôn. Bây giờ mình sẽ sấy khô thôi và cho miếng tinh dầu xương xương thôi các bạn. Mình không có xài, không có tạo kiểu gì nhiều á. Các bạn đã xem livestream mình á, mình không có tỉa nha, không có tạo kiểu nhiều. Vì sấy tạo kiểu cũng được ha. Nhưng mà mình sáp các bạn, cái phương pháp mà mình cho sáp lên, cho sản phẩm lên đầu á, mình cho một cái giọt sáp. Rồi tinh dầu đâu cho các bạn. Đấy, rồi mình chà đều ha, chà đều cộng với sáp, rồi sau đó mình sẽ chà vô nó móng tay nè, mình vuốt vô cái gáy trước ha, nè vuốt vô gáy trước đâu bạn, mình cà cào giống như con khỉ á, nó mèo meo 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 đó, vào tâm trí em meo 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 meo, đấy, rồi, sẽ ví dụ như mình sẽ tư vấn khách hàng, tóc chị phải gội đầu xong rồi chị sẽ khô, rồi chị xài miếng tinh dầu đó, cái mình bán được sản phẩm nữa nha, đó, nhưng chị này chỉ có hết rồi, khỏi cần tư vấn các bạn, khách quen các bạn. Qua đây, quay ra bên đây, có bên đây nè em. Rồi, cũng xong tác phẩm rồi ha, cũng xong rồi. Các bạn xem đi tí xíu, mình sẽ đăng cái kết quả lên cho các bạn xem. Và mình cũng có làm video clip á, quay lại chi tiết rõ ràng lắm. Thì các bạn theo dõi kênh ha, để xem cái bài cắt này của Tăng nha. Rồi, cả nhà nhớ nha, đăng ký kênh Học viện Tăng Thượng Hải trên YouTube nè. Đăng tí xíu, cả nhà xem là những bài cắt. Rồi, ok, xuất sắc luôn. Rồi từ 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 cho em xin tấm hình cái nha. Rồi quay đi em, quay đi em. Lấy cái này cái lược cái chân này. Rồi ok, đúng rồi. Xuất sắc luôn trời. Rồi. Ôi. Oh my god. Đúng rồi, ok. Đấy, ok.
xuất sắc rồi.